안녕하세요. Hello. Hello mọi người. Mọi người có thấy gì mới không? Mọi người có phát hiện được cái gì không? Mọi người có phát hiện được cái gì không? Đó là mình đã vừa xuống tóc sau một thời kỳ gọi là không được bước ra khỏi nhà, tóc nó dài mà nó mình tẩy tóc á nên là tóc nó hơi sơ, thì ra là mình đã muốn cắt lâu rồi mà dịch nên mình không cắt được. Bây giờ chúng ta đã hết giãn cách xã hội, mình vừa mới đi cắt tóc xong. Có vẻ là nó hơi ngắn xíu nhưng mà mình muốn cắt như vậy để nó ra từ từ là vừa. Nhưng mà không biết là có đáng yêu không nhỉ? Cũng dễ thương. Thôi chúng ta không được tự luyến như vậy. Hôm nay là thường thường là mình livestream là mình sẽ có một cái chủ đề gì đó để nói đúng không? Rồi bây giờ là mình không có chủ đề gì gọi là xác định để nói hết, nên là bây giờ mình sẽ recommend vài câu hỏi xong rồi sau đó bây giờ TikTok là nó cũng đã rất là gọi là quen thuộc với mọi người rồi, nên là mình sẽ làm một vài điệu nhảy mà gọi là đang trend ở trên đó, hoặc là xíu nữa mình sẽ show cho mọi người coi cái này nè, một xíu nữa mình sẽ bật mí sau. Bây giờ mọi người có câu hỏi gì không? Cảm ơn mọi người nha. Trời ơi mình cứ sợ là mọi người nói tóc mình bị gì. Cái này mình sắp phải đi vô trường học lại rồi nên chắc là chuẩn bị nhuộm màu đen lại á. Tóc mình hơi sơ nên là mình mới phải đi cắt cho nó bớt sơ. Hello mọi người. Mọi người hú hết đồng bọn vào đây coi livestream với mình nha. Mọi người có muốn hỏi gì không? Comment hỏi đi, mình sẽ trả lời xong rồi sau đó mình sẽ chơi TikTok với nhau nè. From roll with you got to keep me focused, you wanna say so. Thôi bây giờ trước khi mà mình đợi mọi người vào đông thì chắc là mình sẽ nhảy sương sương một vài cái ở trên TikTok đi ha. Bây giờ mọi người cũng thấy là nó có rất là nhiều điệu nhảy hết. Đầu tàu quá. Để mình coi nha, có cái gì để coi không nha. Mọi người có xem cái clip TikTok mới của mình chưa? Hôm nay mình có up một cái clip TikTok, là bạn nào chưa xem nhớ lên TikTok mình xem nha. ID TikTok của mình là hana.b336. Trời ơi, sao giờ nhìn thấy nhìn giống tóc nó ngang phè luôn ấy. Nói gì vậy ta? Các bạn có biết bài thôi. Mọi người có biết bài này không? Bây giờ mình sẽ nhảy bài này nha. Từ từ để nhạc nó chạy lại. Trời ơi, mình đã cùng nhau đúng rồi, mình xài TikTok mình edit bằng app chung nha. Chính xác luôn. À,
Chị cắt tóc là tại vì tóc chị hồi đợt chị có tẩy á, thì những cái màu này nè nên là nó hơi sơ. Chị định cắt lâu rồi nhưng mà tại vì dịch á, tiệm cắt tóc không mở cửa, bây giờ mở rồi nên là chị cắt. Nhưng mà ban đầu chị định cắt tới đây nè, mà người cắt tóc người ta lại ở xưởng tới đây luôn. Cứ để cho nó dài ra từ từ cũng được. Ngày 3 tháng 4. Hết ngày 3 tháng 4 là mình phải back to school rồi đó. Mọi người có ai chuẩn bị đi học chưa? Giờ này chắc là mọi người ngủ trưa rồi đó. Mình live 3 giờ, thường thường mình cũng ngủ trưa giờ này nên chắc là mọi người ngủ trưa rồi. Hello. Để coi comment nó hỏi gì nữa không nha. Hello bạn Mỹ Hạnh. Trời, chắc mình phải coi bằng cái điện thoại được quá. Mình nhìn. Các bạn chờ mình xíu nha. Yeah. Tôi đã vào với mọi người ở đây. Trời ơi, mai em đi học rồi hả? Chắc là em tỉnh nào, em thuộc tỉnh nguy cơ thấp hả? Chị định, chắc là chị định thi ngành truyền thông á, chị định học ngành truyền thông. Để chứ rồi mình bị cái thói quen sao mình hay uốn tóc vậy ta? Hello, mọi người hỏi những câu gì mà mình có thể trả lời nhiều đi. Mọi người đừng hỏi những câu ngắn, mọi người hỏi nhiều lên. Hỏi cái gì cũng được. Hỏi nhiều đi nha mọi người. Hoặc là mọi người, nếu mà mọi người đang vui á, mọi người nhớ share cái livestream này xong rủ mọi người vào, rủ những bạn khác vào coi. Xong lại câu hỏi với mình. Whenever you tell me I'm pretty, that's for the whole group, really. Là nãy giờ mình thấy toàn là các bạn hello mình với lại hỏi mình khi nào đi học lại. Nên là bây giờ chắc mình tìm cái gì đó mình làm tiếp đi ha. Thường thường là livestream á, mình sẽ chẳng hạn như mình sẽ giới thiệu sản phẩm nè, hay là mình làm cái gì đó, nó sẽ có một cái chủ đề nhất định. Một cái live ngẫu hứng, live mình lên mình nói chuyện, mình chơi với các bạn thôi, nên là cũng không có nhiều thứ để mình moi ra mình nói. Thành ra nếu như mà các bạn muốn hỏi thì các bạn comment để kiếm chuyện nói nha. Còn bây giờ các bạn chưa biết hỏi cái gì thì mình sẽ bây giờ chắc mình hát đi ha. Mình có biết một cái chị này thì chỉ giống như là chị đánh piano, là thường thường khi các bạn hát thì các bạn cần phải có beat đúng không? Thì bây giờ chị sẽ đánh piano như là một cái beat, xong rồi các bạn sẽ live với chị. Nhưng mà bây giờ mình sẽ mở chị lên xong mình hát ở trên cái livestream này luôn nha. Mọi người có biết bài Don't Start Now không? Bài đó mình đã từng nhảy ở trên TikTok. Bây giờ mình sẽ mở cho mọi người coi biết bài đó là bài gì nha. Bài này nè. Đó là bài đó, nhưng mà bây giờ mình sẽ hát trên một cái nền nhạc piano của một chị mà chị đánh ở trên TikTok đây. Ok, bắt đầu nha, lại nha, nghe nha, tập trung nha, bỏ qua hết tất cả nha, nghe mình hát nha. If you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now, walk away. You know how. Don't start caring about me now. Nó chỉ ngắn như vậy thôi á mọi người. Yeah. Nó
thì là thực sự bản gốc của nó không có buồn vậy đâu, nhưng mà đánh piano thì chị này đánh theo cái kiểu buồn á, phiên bản sad. Mọi người có muốn mình hát bài gì nữa không? Trong năm này là chắc chắn B36 sẽ comeback cho mọi người, sẽ không để cho mọi người đợi lâu nữa. Yeah. Sắp tới thì những hoạt động của B36, những dự án hay là các sản phẩm chuẩn bị ra mắt thì đều sẽ update kỹ càng và liên tục ở trên fanpage của B36. Mọi người nhớ là không bao giờ được rời khỏi B36 nha, phải luôn luôn follow theo cái page. Thì khi mà có những dự án thì tụi mình sẽ update lên đó, thì mọi người sẽ biết và thấy liền. Trời, giờ gần đây á, mình ở nhà nên là chỉ có ăn với ngủ không luôn á, không biết có tăng ký gì nữa, mình chưa cân luôn á. Mọi người nhớ theo dõi B36 để B36 Band fanpage để biết sắp tới B36 có những hoạt động gì nha. Còn cụ thể là những cái gì thì mình sẽ không bật mí được, mọi người phải đợi từ từ nó mới hấp dẫn. Có rất là nhiều bạn inbox cho mình hỏi là tại sao Đông Tây Nam Bắc không chiếu nữa. Thì hiện tại là show Đông Tây Nam Bắc đã là cuối và tạm dừng rồi nha mọi người. Mong là sắp tới V6 sẽ trở lại với mọi người trong một cái chương trình mới. Mọi người có muốn mình thực hiện bất kỳ điều nhảy nào của TikTok hay là hát bài gì nữa không? Trời ơi, có một bạn hỏi là trong B6 có ai là công giáo không hả? Chị cũng không biết nữa, nhưng mà hình như các bạn một là theo đạo Phật, hai là không theo đạo thì phải. Chị cũng không có để việc đạo này lắm nên chị cũng không trả lời được. Và chị ốm quá hả? Vậy là may quá chị không tăng cân. Trời, chị ăn hay chị ngủ không á? Chị cứ sợ chị tăng cân không á em. Woo woo! Hello Nguyễn Thị Diệu Tiết. Bây giờ chắc mình nhảy cái khác đi. Để mình tìm coi có bài nào để nhảy nữa không. Nhầm. Có nhiều bài. Tự nhiên trời, bên này dễ thương cơ. À, để mình tìm coi bài nào có thể nhảy được nha. Lâu lắm rồi không có quay clip nhảy. La 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 sha la la. Trời, sao tìm bỏ mất cái clip nhảy nữa vậy trời ơi. Thôi bây giờ nhân dịp mùa corona hết rồi thì bây giờ mình sẽ thực hiện một cái clip nhảy mà nó cũng khá là viral để cảm ơn các hero, đã các bác sĩ để giúp chúng ta trong mùa dịch corona. Đó là bài mình sẽ mở lại nha. Cái bài này thì B36 cũng đã nhảy rất là nhiều và cũng đã quay clip lại đăng trên TikTok, nhưng mà mình sẽ quay lại trong cái livestream này. Dì dê. Ừ nữa. Đúng rồi, tóc này là nó ngắn giống như cái đợt mình đi quay La La School Season 3. Nhưng mà hình như là cái Season 3 nó còn ngắn hơn vậy nữa thì phải. Bây giờ chắc mình tìm tiếp cái gì đó đi nhảy đi. Thank you.
Ok, những cái này nha. Chị nghĩ sao về mấy bạn sau khi xem La La và chửi chị và lập các nhóm để chửi chị bôi nhọ chị? À, thực ra thì La La School tụi mình VA6 đóng, mà gọi là chỉ có một mình VA6 đóng vào trong cái tuyến chính thì là cái phần 3. Bây giờ đến bây giờ cũng đã là phần 5 rồi, thì đã qua 2 phần rồi, cho nên là nó cũng là cái chuyện đã qua rồi. Thực ra thì trong cái quá trình mà mình đóng vai Hana trong cái season 3 thì mình đóng vai phản diện, chuyên gia đi phá việc thi và giành winner của việc thi gì đó, thì cũng bị mọi người chửi rất là nhiều. Nhưng mà vai của mình là vai phản diện mà được mọi người chửi thì mình đã thành công rồi, cho nên thực sự là mình không có thấy buồn hay là không có thấy tức gì hết. Mình thấy rất là bình thường và mình cảm giác vui vì mọi người đã thấy khó chịu về cái vai diễn của mình. Nên là cái chuyện đó là chuyện bình thường, vấn đề là ở bên ngoài mình như thế nào thôi. Khôn với ai trong nhóm mà mình hình như là bây giờ không có bạn nào trong nhóm đi coi livestream hết á, nên là mình không có khôn được. Bây giờ mình sẽ nhảy cái này đi, cái này mình có quay trên TikTok rồi. Hết dịch chị định làm gì hả? Thì đó, hết dịch rồi này chị đi cắt tóc. Và chị vẫn ở nhà, chị có đi. Hello mọi người. Wi-Fi nhà mình nó mới bị gì á. Dạo gần đây mình cũng không hiểu tại sao nữa mà wifi nó cứ phiêu phiêu kiểu gì á. Mình up một cái clip lên Drive mà mình up cả ngày trời nó vẫn không lên. À, mình đang nói à, hết dịch mình sẽ làm gì đúng không, thì mình đi cắt tóc. Mọi người không có nên là hết dịch là ùa ra đường xong đi ăn đi chơi này kia kia nọ nha. Thì vẫn nên ở nhà đến khi mà dịch nó ổn định rồi thì tụi mình mới làm những cái điều như là ra đường. Nhưng mà mình nghĩ mọi người nên làm những cái gì nó cần thiết thôi, chứ không nên ùa ra đường vào mùa này. Mặc dù là đã hết giãn cách xã hội rồi nhưng mà tụi mình vẫn phải không được ý đi. Dạ, chị chỉ đi cắt tóc thôi, xong rồi sau đó chị vẫn ở nhà. Còn nếu chị muốn ăn uống gì chị sẽ order về nhà, chứ chị không có đi ra quán. À, sao chị không để tóc dài hả? Thật ra mọi người, nếu mà ai để tóc ngắn là sẽ biết rồi, từ để tóc ngắn mà để tóc, sang để tóc dài á là phải gọi là một khoảng thời gian dài á. Mình cũng định để tóc dài rồi, tóc hồi đợt của mình là cũng tới đây, nhưng mà nó bị sơ tại vì mình xài điện máy nhiệt nhiều với mình tẩy tóc á, nên là cái tóc mình nó sơ, thành ra mình phải cắt. Nhưng mà mình nghĩ là sau cái đợt này mình sẽ để lại tóc dài, tại vì mình để tóc ngắn cũng lâu rồi, cho nên mình muốn back lại với tóc dài. Hết dịch em sẽ gặp chị hả? Hết dịch chị cũng sẽ gặp em. Nhưng mà hết dịch rồi nhưng mà hai đứa mình vẫn chưa gặp nhau. Các bạn hay hỏi những cái vấn đề nó liên quan đến ủa tóc chị nhìn giống của Thi hả? Hình như là tóc của Thi bây giờ dài hơn của chị vậy đó. Nãy giờ tụi mình nói chuyện với nhau cũng gần nửa tiếng rồi đó mọi người. Chị cao bao nhiêu hả? Chị cao 1m57. Khóc một dòng sông. Mình nghĩ là bây giờ cái thời gian vừa rồi bị dịch, nhưng mà mình cũng không có gọi là không, ngoài TikTok ra thì mình cũng không có làm cái nhiều thứ để cho mọi người coi á. Tại vì mặc dù là nghỉ học ở trên trường nhưng mà tụi mình vẫn phải học online sáng chiều á, chỉ có tối mới rảnh. Mà dạo gần đây mình cũng quay TikTok này nọ, cũng quay YouTube này nọ để cho mọi người coi, mà bây giờ mình mới nghĩ ra được là bây giờ mình sẽ trở lại với guitar, tại vì hình như là cái guitar của mình nó bị xét sợi dây á, bây giờ mình sẽ đi thay dây xong rồi sẽ cái clip cover cho mọi người. Nên là bây giờ nếu nào muốn nghe bài nào thì comment ở dưới clip này luôn, xong mình sẽ hoặc có thể nhắn
cho Insta của mình, rồi mình sẽ cover các bài lát để mình up lên page cho các bạn nghe. Tôi với bà chuẩn bị thi tốt nghiệp đó, chúc tôi đi. Yeah, mong là hai đứa mình có thể vượt qua cái kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi quốc gia này thật là perfect. Mình cũng hơi hoang mang á, tại vì thường thường là cái tháng 5, bây giờ là tháng 5 rồi, thường thường là chuẩn bị tầm một tháng là tụi mình nghỉ hè rồi, nhưng mà bây giờ mình còn chưa nhập học nữa, nên là cái việc học nó sẽ đảo lộn và nó sẽ thay đổi rất là nhiều, thành ra cũng không biết khi vào học thì mọi thứ nó sẽ như thế nào nữa. Cho nên bây giờ phải thiệt là vững vàng, phải chuẩn bị rất là nhiều cái kiến thức ở trong đầu, để khi mà mình vào trường á, mọi thầy cô mặc dù là giảm tải, hình như là giảm tải nhiều, nhưng mà mình không biết là các em cấp 2, cấp 3 tầm lớp 10, 11 có được giảm tải hay không, nhưng mà mình vẫn phải vững kiến thức thì mình mới đô bài được. Điện thoại trong việc thi hả? Mọi người muốn mình troll cái gì? Mình có thể gọi điện thoại bình thường, nhưng mà thật sự là không biết troll cái gì luôn á. Troll cái gì đây mọi người? Gọi việc thi là troll cái gì? Giữ life. À, oops, guess. Chị làm clip hướng dẫn chơi guitar đi hả? Thực ra thì chị chơi guitar chỉ ở cái mức mà gọi là có thể đánh, biết một cái vài hợp âm cơ bản và có thể cover xương xương thôi, chứ chị không có đánh chị không có đánh xịn sò, không có phải là xịn gọi kiểu giỏi hay gì đâu, nên là không có dạy được. Chị thấy, chị cũng hay coi ở trên YouTube ấy, là nó có mấy clip dạy đánh guitar, mọi người cũng có thể lên search coi. Chứ mình thì chắc là vẫn chưa dạy được đâu. Ok, bây giờ gọi thi mượn tiền đúng không? Có vẻ như mọi người thích mượn tiền quá ha. Chắc là mình gọi thi xong mình nói chuyện với mọi người một xíu nữa thì mình sẽ offline nha. Đây, đây gọi. Người dân không ra khỏi nhà. Dạ, ok. Sao mặt mày vậy? Hình như là ngủ trưa rồi đó mọi người. Thuê bao rồi mọi người à? Thuê bao rồi nha mọi người ơi. Thôi bây giờ mình gọi Mon đi nha. Mình gọi Mon đi. Chắc chắc Mon sẽ bắt máy đó. Để chị mượn tiền Mon thử sao. Bộ Y tế đề nghị người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết. Chị hả? Chị không biết đánh piano đâu, không giỏi. Xuống xuống à? Alo? À, Mon hả? Em đang làm gì vậy? Em đang làm nhà bạn. Ý là chị chuẩn bị mua cái kia kìa, nhưng mà nó... Chị đã mua đôi giày. Ừ, nhưng mà nó 5 triệu lận, nhưng mà giờ chưa tháng mới đó, nên mới có 2 triệu à. Em cho chị mượn 3 triệu được không? 3 triệu. À. Ok. Ok hả? Ừ. Sao vậy? À, trời. Mọi người tặng em hỏi không? Cho mượn thiệt hả? Chứ sao nữa? Vậy giờ chuyển khoản hả hay sao? Chị đang ở đâu? Chị đang ở nhà. À, để nhà. Vậy hay là hay là em có muốn lên công ty đưa tiền cho chị không? Mẹ ở đây cũng lên công ty. Ừ, vậy xíu nữa chị lên công ty rồi đưa chị nha. Ok, cảm ơn em. Okay. Bye bye. Bye bye. Trời đó mọi người, mình muốn 3 triệu đó. Xịn không? Mình thì là xịn, bây giờ mình không biết nó đang suy nghĩ gì về mình nữa. Chắc là hết live mình sẽ gọi lại nó. Trời ơi, cảm ơn Mon. Nhưng mà thực sự là chị không có... Phải là hay mua giày đâu.
nên là không có đầu tư tiền dày nhiều. Mình đã gọi cho Việt Thi rồi, nhưng mà Việt Thi thuê bao, xong rồi gì mình gọi Mon mượn 3 triệu và Mon đồng ý cho mọi người. Thì là một chàng trai perfect. Hình như là bây giờ V6 ngủ hết rồi sao á. Đúng rồi, Mon thật là hào phóng. Mon thật là xịn xà. Nói chung là hôm nay mình gặp nhau như vậy để mình được nói chuyện với các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt có vẻ không béo của mình, và chúng ta đỡ nhớ nhau hơn. Cho nên là mình nghĩ là live hôm nay như đây đủ rồi ha. Mọi người nhớ follow TikTok của mình là hana.b36. Và bạn nào mà chưa like, chưa follow cái fanpage thì nhớ là follow luôn nha. Sắp tới mình sẽ up mấy cái clip cover này, xong mình sẽ quay YouTube. Mấy các bạn nhớ đăng các bạn nhớ đăng ký YouTube của mình nữa. YouTube của mình là hana.b36. Gì? Đúng rồi, mình không ngờ cái thử thách gọi Mon nó dễ vậy luôn á. Mon gọi. Alo. Alo. Em cứ như này, chị xuống lấy tiền nè. Ủa, em tới công ty rồi hả? Ok, chị xuống liền, chờ chị chút nha. Em đúng rồi, bên là xuyên tiếp đi nha. Kìa, em biết rồi hả? Gì kì vậy? Thì đó chị, em đang coi lên xuyên của chị á. Ủa, em đang coi sao chị không biết ta? Ủa gì kỳ vậy trời. Tức nha, thì coi chị. Nãy giờ chị cứ tưởng chị dụ được em mà chứ. Rồi mấy bạn còn khen em hòa phóng nữa. Ok. Chào mọi người nè. Chào đi. Chào mọi người, mình là Mon. Yeah. Ok, bye bye nha. Trời ơi, mình tưởng mình thành công rồi mọi người ơi. Fail rồi. Thiệt là biết diễn quá nha Mon nha. Mình còn bị Mon lừa lại nữa chứ. Tại vì á, khi mà bạn bè trên Facebook mình á coi livestream thì mình sẽ được thông báo ở trên này nè, nhưng mà mình không có thấy thông báo Mon đang coi. Nên mình nghĩ là Mon không có đang coi livestream. Các bạn hiểu không? Em thấy tới sao hả Mon? Em lên tiếng đi. Có vẻ như hình như là có vẻ như cắt cái này xong nhìn mặt nó to lên đúng không mọi người? Yeah. Mon thông minh ghê hả? Mọi người đừng như vậy nữa, mình đã bị lừa rồi. Mình nghĩ chắc hôm nay vô đây được rồi nha. Thế nhưng mà các bạn chắc là sắp tới mình vẫn sẽ live nói chuyện với mọi người. Nhưng mà chưa biết cụ thể là ngày nào. Cho nên là nếu như mà các bạn muốn cái buổi live của mình nó dài hơn thì các bạn có thể chuẩn bị cái câu hỏi, hoặc là các bạn có thể nghĩ ra thử thách để khi mà mình live thì các bạn có thể bình luận lên, mình sẽ thực hiện thử thách cho mọi người. Hoặc là nếu như mà ví dụ như thứ bảy tuần sau đi, ví dụ nha, thứ bảy tuần sau mình live thì thứ sáu mình sẽ thông báo cho mọi người, thì lúc đó mọi người có thể comment sẵn ở dưới cái bài post đó cho mình biết là mấy bạn muốn thử thách mình cái gì, thì mình sẽ sự ví dụ như những cái thử thách đó nó cần dụng cụ gì đó hay là cái gì đó thì mình sẽ chuẩn bị luôn để cho cái live của mình nó thú vị hơn. Nếu như mà các bạn muốn hỏi cái gì thì nhớ chuẩn bị hỏi nha, tại vì mình live nãy giờ mình không thấy mọi người hỏi gì nhiều nên là cũng không có nhiều thứ để nói chuyện. Bây giờ thì chắc là bye bye mọi người nha. Ngày mai là thứ hai, chị phải học. Bây giờ học còn bị ra bài tập này nọ nữa nên thành ra là không có nhiều thời gian, mà chị còn phải quay YouTube cho mọi người coi nữa nè, quay TikTok nè, giờ còn định quay cover nữa. Nên là hẹn mọi người ở live sau. Nếu như mà khi nào live mình sẽ thông báo trước cho mọi người nha. Bye bye. Bye bye mọi người. Mong là mọi người sẽ an toàn và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mùa dịch này nha. Ta 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 ta. Bye bye nha. Bye bye nha.